Hello MTV Việt Nam. Nô Phước Thịnh đang có mặt tại buổi họp báo rất là ấm cúng dành cho sự quay trở lại của Nô Phước Thịnh đến với Gala Nhạc Việt. Bài hát của Miko Lan Trinh trong Gala Nhạc Việt lần này đó chính là Phố Xa, có phố dịu dàng. Thật sự mà nói là bạn Song Ngọc Minh với Harry thì cũng thân thiện nhưng mà cũng không có thân thiện lắm. Nói chung là tham gia ở Gala Nhạc Việt chung với bạn đó và hát được một bài hát rất là dễ thương và rất là nhí nhảnh, đó là một bài hát có mang tên là Lời Tỏ Tình. Nô Phước Thịnh đã quyết định là sẽ hát một bài hát sôi động có vũ đạo kèm theo một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hiếu, ca khúc Hold Me Tonight. Với lần trở lại này, tôi Thủy hợp tác cùng với một người cũ nhưng mà bài rất là mới, đó là nhạc sĩ Lương Bằng Quang. Anh Quang đã sáng tác một ca khúc rất là ý nghĩa để gửi tặng Thư Thủy. Mà anh Quang nói nhỏ đó là món quà đám cưới cho Thư Thủy. Hơi muộn tí đó là ca khúc Lời Thề. Khoa đã tham gia chương trình từ những số đầu tiên rồi, nhưng mà là với tư cách là người biên tập và sản xuất âm nhạc. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà có cơ hội được xuất hiện trong đây với tư cách là ca sĩ. Mối tình đẹp nhất mà làm cho người ta nhớ hoài đó là những mối tình mà không trọn vẹn và có một cái chút gì đó cô đơn. Và cũng giống như là trong Gala Nhạc lần này, Địa Phương sẽ hát ca khúc Cô Đơn. Khi mà nhận lời mời tham gia chương trình này thì Thuận quyết định chọn khúc Chú Rể, bởi vì đây là một trong những cái câu chuyện thật của Thuận. Và khi mà viết cái ca khúc này, Thuận rất là muốn một ngày đó vào cái dịp trọng đại của mình thì mình sẽ hát ca khúc này. Nếu mà nói về nội dung của Hold Me Tonight thì cũng chắc là cũng nói quanh về câu chuyện tình của một chàng trai dành cho một cô gái. Sẽ không bao giờ làm cái điều hối tiếc. Hy vọng là tất cả các bạn sẽ ủng hộ cho Gala Nhạc Việt số thứ 6, Câu Chuyện Tình Tôi, những Gala Nhạc Việt số sau này, cũng như tất cả các anh chị em nghệ sĩ khác.